Đây, chụp cho bác. Lấy điện thoại của bác chụp á. Điện thoại bám rồi. Điện thoại mà. Để điện thoại em chụp hình như điện thoại chụp cho. Lên đây chụp hình với Yến nè. Có một cái xe. Mẹ điện thoại bà chụp á, điện thoại em phát trực tiếp cho mẹ. Lên màu chấm. Đi tắm mụn tắm. Rồi đây. Bác không gặp ra đây bác. Quay trực tiếp thì em chụp cái này. Tại mặt hơi đen. Tại vì là bị ngược xả. Đâu? Ăn cơm quay trực tiếp đi. Dì còn muốn chụp con quy này để nó chở tiền cho dì đúng không? Dì chụp cái con quy đi.